Xin chào cả nhà. Bữa nay mình nghịch ngợm mà nghiên cứu mấy cái mà điện thoại cũ này. Mặc dù không có xài nữa nhưng mà dùng để lưu giữ hình ảnh với lại video này nọ. Rất là tiện luôn nha mọi người. Nhưng mà mấy cái điện thoại này nó chỉ còn cái nào cái đó nó chỉ còn có bảy mấy 80% dung lượng pin thôi. Cho nên nó có thể ngỏm bất cứ lúc nào, giống như cái điện thoại này nè. Đang xài lúc trước dùng bây giờ tự nhiên nó ngỏm luôn, nó không có kích hoạt nữa, có những cái pin nó chết ngắt luôn, mặc dù nó còn bảy mấy 80% dung lượng pin đó nha. Cho nên mình phải mua cái mới đặt mua đặt Amazon mua cục pin mới, mua hai cục pin để mà thay. Đấy, mỗi một cục pin nó gói trong cái pack như vậy nè. Rồi mọi người để ý nó có đầy đủ dụng cụ đồ nghề để thay luôn nha, rất là tiện. Đó. Đấy, mình mới thay cái cục pin cũ đây nè. Đấy, cục pin cũ của nó. Cái dung lượng này không biết mọi người có thấy không? Đó mọi người thấy nó chỉ có 2.900 mAh hay cái gì thôi nè. Đó, nó rất là ít so với lại cái cục mới thay. Thì mình xem cái cục mới thay nó chứa tới 4.700 luôn mAh, coi như cái dung lượng nó gần gấp đôi luôn nha mọi người. Đấy mọi người thấy không, 4.700 mAh luôn đó, mới thay và bây giờ kích hoạt lại màn hình máy này nọ ngon lành luôn rồi. Đấy. À, cho mọi người xem nè. Bây giờ vào trong là nó đề là 100% luôn, không có như trước là bảy mấy phần trăm nữa. Đấy mọi người xem. Bây giờ là 100% luôn nha. Quá đã, cái dung lượng pin này to gần gấp đôi cái kia nữa. Xài tha hồ xài mà chi phí rất là rẻ, chỉ có hết có khoảng 20 đô thôi, vừa cục pin mới vừa dụng cụ để thay là gì luôn, cũng chả đáng bao nhiêu. Ra ngoài nó sửa ở đây khoảng thay pin với công nó sửa nó lấy chắc tầm 100 đô, tiện là công có cái điện thoại của mấy con bé gái nó rất là ít phần trăm, nó chỉ còn có 61% gì thôi. Cho nên mỗi lần sạc pin đầy có nghĩa là nó chỉ xài trong vòng chừng nửa tiếng là hết pin, là phải sạc tiếp, rất là bất tiện luôn. Đây cho mọi người xem, nó chỉ còn có 61%, quá ít luôn. Tiền công mình mua hai cục như vậy, vừa thay cái máy kia vừa thay cái máy này luôn cho con bé tha hồ nó chơi, tại vì cỡ tầm nhỏ nhỏ 90 tuổi gì đó mà đưa cho mua cho nó cái 12, 13, 14, 15 thì quá phí. Nó chơi nó làm dơ dớt rồi chẳng mấy chốc rồi nó hư đi. Và cái nào cái đó chắc phải cả ngàn ngàn mấy đô chứ không ít. Cho nên quá phí luôn, có thể nó làm mất làm gì luôn. Giờ mình sẽ đi thay pin cho điện thoại của con bé. Trước khi thay pin tốt hơn hết nên tắt nguồn nha mọi người. Chứ không là nó mình lúc mình tháo pin ra là nó ngắt nguồn ngang hông, là nó ảnh hưởng nó làm có thể làm hư mấy cái phần mềm. Đấy bây giờ mình tắt nguồn rồi mình sẽ đi mình thay pin cho cái máy này. Rồi cái cục lượng pin này lựa cái dung lượng nó lớn. Cái chính của nó, cái gốc của nó chỉ có 2.900 thôi, mình lựa cái này tới 4.700, dung lượng tới 4.700 tha hồ mà xài. Khi mà mua pin cho máy á, mọi người cũng cẩn thận, quan trọng là phải coi cái loại pin nó có thích hợp với đúng với lại cái máy không nha. Chứ nó có muôn vàn loại pin đó, nó không thích hợp rồi về gắn rồi không vừa nữa, phiền phức lắm. Thấy mọi người thấy không?
cho đầy đủ dụng cụ để làm luôn. Mình đã có sẵn rồi cho nên là không cần dùng tới mấy cái này nữa. Đấy, mọi người thấy có cái cục pin đây nè. Họ gói rất là kỹ luôn. Đấy, cái cục pin. Mọi người lưu ý nha, cái này là rất là quan trọng nha. Cái này là không phải là cái mạc để mà mình xé ra đâu. Cái này là cái nguồn dây điện để nó cắm vào vào máy đó nha. Cái này nè. Cái này là nguồn dây điện để nó cắm vào máy đó. Cho nên cực kỳ cẩn thận bảo tồn nó, đừng để nó bị hư bị đứt. Coi như mỗi lần mà thay pin cái công trình mình đẩy cái này ra có vẻ khó khăn. Trời ơi, mình thấy keo nó dính, nó keo rơm rớp trên nè. Trời ơi, nó rất là mỏng manh, nó có mấy cái dây nó nối, cho nên là mình sẽ tựa vào đây làm cái thành để nó cho nó chịu lại, chứ không hơi là nó rất là dễ bị hư đấy mọi người xem. Giờ mình phải đi mình tháo mấy cái này ra. Đấy, có miếng keo về mình rút cho nó khéo, đừng để nó bị đứt nha mọi người. Nó bị đứt là lát nó là nảy cái cục pin này ra rất là khó. Đấy, mọi người thấy không? Kéo từ từ vậy thôi cho nó ra hết, khiếp khủng luôn. Đấy, thế là một cái, còn hai cái nữa. Đấy, mọi người xem sau khi mình khắc phục mà dùng cái cây nhựa này nè mọi người, để bẫy lên là cắt tốt nhất, chứ không ai được dùng mấy cái dụng cụ sắt, tại vì dụng cụ sắt nó mà đâm vào cái cục pin này là nó chạm điện là nó có nguy cơ cháy nổ nha mọi người. Nếu mà là nhựa thì nó không đến nỗi nào. Với cắt tốt hơn hết trước khi mà thay pin như vậy là nên để cái nguồn pin nó xài cạn kiệt năng lượng đi, thì nó không có sức để mà nó bục cháy hay nổ. Nãy giờ công lao nảy móp hết cả cái pin này luôn nè mọi người. Đấy, nảy ra được cái mặt này là khỏe rồi nhé. Giờ mình sẽ đi gắn cái cục pin mới vào. Thế là nó nạp điện rồi mọi người, coi như là cuộc thay pin này đã thành công. Giờ mình check lại coi cái phần trăm nó ra sao. Đấy mọi người thấy không, mới thay pin giờ cái phần trăm nó lên 100%, thế là thành công. Video tới đây mình xin tạm dừng. Xin cảm ơn mọi người đã xem. Xin chào.